con thằng ở nhà mình ăn, mình cũng thật từ từ thôi. Gấp nó lẹ nó mau rồi. Lá này lá gì nước non đúng không chú Thắng? Non ha. Nhìn đẹp. Bây giờ mình khi mà khách đến với Phú Quang Cang thì mình đều có những sản phẩm dành cho các bé để mang về. Bây giờ mình được cái đoạn thần ha, thì mình sẽ mình giữ luôn. Có 24 giây à? Có buồn dừa nước nào chín không chú Thắng? Dạ phải đi xuống vườn kiếm đi nước tiếp. Dừa nước có bán không chú Thắng? Dừa nước nếu mà mấy ông vườn mấy ông chịu khó ông kiếm thì ông vẽ bán cho mình được. Chú Thắng chỉ là chủ ở đây thôi, còn lại mình là lính. Mình là lính hả? Mình là lính thôi. Còn chủ. Em nha, không nha. Mỗi bé một bông hồng hả chú Thắng? Đúng rồi, cho em bé gái là bông hồng đi, còn mấy em bé trai là con gì đó đi, cào cào gì đó đi. Một phút 37 giây luôn. Tạc. Chấp nhận được, đó quá đẹp luôn. Quá đẹp, quá đẹp. Con cầm hả? Con cũng cầm nữa hả? Nè nè nè, nam ăn miếng nó có chút cầm. Có đủ ăn miếng không? Con cá ăn con cua, con cá. Con cá luôn. Cái bụng hết, cái bụng ăn rồi chứ cái thịt dừa là ngon. Lấy cái muỗng đó chứ. Biết rồi nhưng mà cái bụng no quá. Cái bụng của chị no phải không? Chết với chế chuyến này. Chế no rồi đó nha. Dưới đây trong tuần nhân viên làm việc khác hả chú Thắng? Còn cuối tuần thì mới phục vụ khách du lịch thôi. Bây giờ để mẹ đi tới đi lôi cho nó xuống. Cuối tuần thay cà sô. Dạ. Cuối tuần mới thay cà sô nó vô đau là nó phục vụ. Dạ. Chắc chú Thắng đây quản lý chính hả? Mình nói chung là cũng làm rất là nhiều. Làm con cao cao. Đây cái này chú đang làm con cá. Thôi để em quay được rồi. Ờ con cua hả? Chị ăn rồi. Chút xíu là xong rồi. Chú ơi chú làm con chuồng không chú? Không gì. Con cào cào á. Chú đang làm con cua chị mẹ. Chú làm con mèo luôn chú. À, không, con mèo cũng được. Mèo cũng không giống con mèo. Mèo mèo mèo. Em muốn làm con gầu. Em bị gì vậy em? Năm sửa gì vậy chú Dân?
làm chó được không chú? Cắn tí xíu con gà chó chứ. Cái này tự nghĩ ra hay là hay là người ta có dạy hả chú hả? Không, cái này hồi xưa là Bến Tre là biết. À, cứ là dân Bến Tre là cái này coi như là sành sỏi ha. Không tre nếu tức là sỏi, sỏi không? Chuyện nghiệp sỏi đúng không? Khách đó, khách đó. Ngọt không hả? Ngọt, để mẹ nó trái này ngọt rồi, nó chín rồi. Còn quá trời, ăn cho hết hay không? Ba nhát. Vừa ba nhát. Cái này người ta vô người ta hái bán cho lái hay gì chứ không? Mình hái sẵn có người bẻ nè, bẻ luôn để cho khách uống. Vì bình thường ở đây có quá bán quán ăn được không? Hay là chỉ có bán cho khách tham quan du lịch được không? Đâu, người ta cũng đặc biệt chứ lắm. À. Công ty nó đặt ăn á. Thường thường thì nó đặt ăn tấu. Ồ. Mấy cái. Rồi, còn cái cẳng nào để làm? Con cua 8 cẳng 2 càng. Cái ổi này bao bao mà. Đây, một em cua cho em bé nào đây. Giống lắm à. Rồi bây giờ nhà mình thích cái con cào cào đi chú Thắng. Đây, cua đây, cua. Hai con gì chú Thắng thấy lạ đó thì chú Thắng làm. Chú này làm con gì vậy? Con sẽ giết cái đầu cào đi. Chạy đi.
Đây, một con cào cào giống lắm luôn á. Rồi, cảm ơn chú Thắng. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp.